Video này được thực hiện bởi Playzone, shop thiết bị dành cho game thủ hàng đầu Việt Nam. Các bạn có thể đến 126 Phố Vọng Hà Nội hoặc 220 Lý Thái Tổ, thành phố Hồ Chí Minh để có thể trải nghiệm. Đừng quên, bọn mình cũng hỗ trợ giao hàng toàn quốc. Hãy truy cập ngay website playzone.vn hoặc fanpage Playzone để có thể được tư vấn miễn phí. Mặc dù là một người khá yêu thích các sản phẩm của Razer, tuy nhiên trước đây khi chọn bàn gì chơi game thì mình gần như loại bỏ hẳn dòng Goliathus của hãng này ra khỏi đầu. Lưu ý là bản thường chứ không phải là bản Call of Duty hay bản Overwatch. Những cái bản này thì không nói làm gì. Lý do không phải là vì chất lượng, mức giá mà đơn giản là vì những dòng bàn gì này có họa tiết cũng như màu sắc mà theo mình đánh giá là khá xấu. Cuối cùng thì thật may mắn Razer cũng ra mắt phiên bản mới của dòng sản phẩm này với họa tiết cũng như phong cách trang trí khác hẳn. Vậy thì trong video này hãy cùng mình đi tìm hiểu xem liệu dòng bàn gì mới này có làm mình thay đổi quyết định về lựa chọn bàn gì chuột hay không. Ngay từ cách đóng hộp thì bạn đã có thể thấy được sự cải tiến đầu tiên của Razer. Mặc dù là bàn di chuột nhưng nó cũng được đóng hộp đồng bộ theo phong cách mới của Razer, đơn giản, gọn gàng và bớt hầm hố hơn so với các dòng sản phẩm cũ. Dòng Goliathus này sẽ có 3 loại mới nữa. Đầu tiên là Goliathus Mobile, Goliathus Control Gravity và Goliathus Speed Cosmic. Ở đây thì mình không có bản mobile, lý do là tí nữa ở cuối video thì mình sẽ nói. Hãy cùng đến với từng phiên bản một. Mà lưu ý thêm một điểm nữa, đó là hai dòng này, mỗi dòng sẽ vẫn tương tự như trước, có 3 kích cỡ khác nhau, nhỏ, trung bình, lớn và bản kéo dài. Đầu tiên là Goliathus Control. Như các bạn cũng đã biết thì đây là dòng sản phẩm bàn gì sẽ có bề mặt sần, mở hộp bên trong ra thì chả có gì cả, có mỗi con bàn gì mà thôi. Nhìn sơ qua thì bạn có thể thấy được thiết kế của nó vẫn không có gì thay đổi quá nhiều. Với viền xung quanh được khâu thì gần như là đặc điểm của tất cả các bàn gì của Razer. Và nhờ vậy mà tăng độ bền của sản phẩm. Nhiều khi các bạn muốn mua một sản phẩm bàn gì có bo viền nhưng mà lại không có. Với loại này thì sau một thời gian dài sử dụng nó bị bẩn thì bạn có thể giặt rũ hoặc là dùng lâu thì nó không có hiện tượng bong viền. Như mình đã nói thì là do bản Control cho nên bề mặt của nó rất sần. Vì vậy mà thực sự bản này thì mặc dù họa tiết đã được thay đổi và rất đẹp, tuy nhiên khi in lên đây thì trông nó không được mượt và tinh tế cho lắm, nhìn hơi bị thô và có phần lem nhem. Nhưng mà đó là điều bạn phải chấp nhận thôi nếu muốn sử dụng một chiếc bàn gì có bề mặt Control. Ở mặt dưới thì vẫn như thế, có bề mặt được làm bằng cao su xanh LED và có họa tiết rất nhiều hình tròn để có thể chống trượt. Đó là về phiên bản Goliathus Control Gravity. Giờ hãy chuyển qua bản mà theo mình là đẹp và đáng mua hơn, đó là Goliathus Speed Cosmic. Bên trong hộp thì vẫn tương tự thôi, chả có gì cả, có mỗi cái bàn gì. Về đặc điểm ngoại hình thì chúng ta vẫn có thiết kế bo viền, mặt dưới là lớp cao su chống trượt. Chỉ khác là duy nhất đó là về bề mặt của bàn di chuột. Ở bản này thì do là bề mặt Speed cho nên nó không hề sần một chút nào, sờ vào rất êm và mượt. Nhờ thế mà khi họa tiết được in lên thì các bạn có thể thấy ở đây là nó cực kỳ sắc nét, mượt mà không hề thô một chút nào. Với loại bề mặt này di chuột cực kỳ êm và dễ dàng. Và đó chỉ là sâu hàng vậy thôi chứ vì bản gì cũng chả có gì nhiều để nói cho nên mình không thể làm dài hơn được. Cuối cùng thì như mình đã nói, chúng ta sẽ có đầy đủ kích cỡ từ nhỏ cho đến kéo dài trên sản phẩm này. Và ở sản phẩm này thì cỡ nhỏ thực sự đã quá gọn và tiện lợi rồi, chỉ khoảng một găng tay kích cỡ mỗi chiều và với độ dày là 3mm, cùng với đó lại còn có bo viền. Trong khi cái bản mobile mà mình nói lúc đầu ở đây mình không có thì nó là mỏng hơn khoảng một nửa, là khoảng 1.5mm và nó lại không có bo viền. Vì vậy theo mình đánh giá thì lấy con small của Goliathus Speed Control này thì có vẻ là tốt hơn, mặc dù nó chỉ đắt hơn khoảng 100.000 mà thôi, nhưng cái thời gian sử dụng của bạn sẽ được lâu dài hơn. Và đó là toàn bộ những gì chúng ta có ở trên hai dòng bàn gym mới ra của Razer. Có lẽ bạn nào trước đây đã từng kỳ thị hoặc là không thích cái họa tiết cũ cho lắm, mình nghĩ là sau khi xem hai bản này thì sẽ có cảm tình hơn nhiều. Nếu các bạn thích sản phẩm này, hãy truy cập ngay vào link mình để trong phần mô tả. Đừng quên bấm like và theo dõi kênh YouTube của Playzone TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.